Con này thì cụt đuôi. Bây giờ chưa chặt quá dữ luôn cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ bắt nha mọi người. Chào mọi người nhá. Hôm nay thì có hai anh em đi mọi người. Hôm nay thì hai anh em sẽ đi vào đây đi để sinh tồn trong rừng mọi người. Không biết là hôm nay hai anh em sẽ gặp cái gì và được cái gì thưởng thức. Ở đây thì mấy anh kia là không kịp đi mọi người, cho nên là em có rủ thằng em đi chung. Đó. Với lại cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình đã ủng hộ em nhá. Theo chân mình là đi vào công này, vừa thăm mấy cái bẫy cũ bục kia đặt mọi người, không biết là sẽ được gặp con gì không. Đó, hiện tại thì đang đi. Bây giờ thì mọi người hãy xem dấu chân bọn mình đi nhá. Dấu heo mũi dưới nữa cơ nè. Mũi bung đất luôn này. Không biết đằng trước sẽ gặp 97 không. Tí cậu đi theo mình nhá mọi người. Đi lên. Đi lên. Đi mệt lắm. Nó đã đạp bẫy sập rồi cả nhà. Đây, bây giờ thì nó kéo đi đường này. Hình như là cái này là cái bẫy này. Đây mọi người, xong mình đã chạy đua theo gọi là vết tích, bây giờ là được hiệu quả cút đuôi. Bây giờ chưa chặt quá dữ luôn cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ bắt nha mọi người.
Thank you.
Hai bùa mình đã chói thành công các cơ nhà. Con này con cái này cũng khá là to cả nhà. À, nhìn nó không to mấy đâu, nói chung là tầm 40 kg hơi cả nhà. Con này tầm 40 kg hơi. À, bây giờ thì mình sẽ vác về. Giờ thì mình đã về tới trại cũ mọi người, cái lán cũ. Đó, bây giờ thì đi có hai anh em thôi. Và bây giờ thì anh em một người thì đang đốt lửa mọi người. Bây giờ thì chuyến này thì không có cầm rượu chè gì hết cả nhà. Chuyến này gọi là đi kiếm sống. Đi hả? Tại vì một mình em thì em cũng không uống máy mọi người, thêm thằng của em kia nó cũng không uống cả nhà. Đó, cho nên là hai anh em không mang rượu cả nhà. Đó. Còn đi mấy anh kia thì mấy anh uống rượu cho nên là cũng cầm rượu. Bây giờ thì hai anh em thì cũng không mê cho lắm mọi người. Cho nên là hai anh em sẽ hôm nay anh em mình sẽ quay cái đùi nha. Mỗi người một đùi nha em nhỉ. Đấy, mọi người một đùi và bộ lòng nữa. Luộc lên xong rồi nướng mới đúng bài cả nhà. Xong luộc lên chúng ta nướng là đúng bài luôn. Bây giờ thì cũng chiều rồi mọi người. Về tới lán giờ là đã 4 giờ. 4 giờ anh em nấu nướng gì nữa thì được đánh chén cho cũng tầm 6 giờ đến 6 giờ rưỡi thì mới xong xuôi được cơm nước. Bây giờ thì anh em sẽ phụ nhau đốt lửa và mổ xẻ và bắt đầu làm ẩm thực nha cả nhà nha. Mọi người thấy hay thì cho mình một like nha cả nhà. Y như nồi cháo luôn cả nhà. Nhưng không phải nha. Đó, bây giờ thì mình sẽ bắt xuống và nướng tiếp nha cả nhà. Độc đáo nhỉ em nhỉ. Sao em anh từng thấy củ hành mà nó nguyên củ thế này chưa? Chú chà. Này chắc hàng đột biến quá. Anh cũng chịu đủ cái đó lại có con à? Có con nhỏ, nhỏ thôi này. Nhưng mà cũng hai tép, nhưng mà xem tép này. Nó y như tép này sao nó to thế ta? Y như củ hành nhỉ. Củ tỏi mà y như củ hành. À. Xem bóc xem. Nó có chảy ra không? Không chảy ra. Thế thì hôm nay anh em mình ăn củ hành đột biến, mai gặp lan đột biến này. Gặp hàng đột biến nha. Cắt cuốn nó ra xem. Đúng sự thật luôn này. Đúng sự thật một cuống luôn. Ừ, một củ một luôn như được đấy. Để cắt đôi xem ta. Hay ta. Đấy cả nhà. Quá tuyệt vời luôn mọi người. Nước mắm này là nước mắm đột biến luôn. Vàng quá, mờ quá, chói quá. Đấy. Quá tuyệt vời luôn. Y như trứng gà. Của tỏi đây nha. Không phải hành đâu nha. Đấy. Đây mọi người, nồi thịt chua cũng đã sôi và thịt nướng đã ok rồi mọi người. Đấy. Quá tuyệt vời, ông mặt trời luôn mọi người. Đó, thớt vào nhiều món luôn nha. Đây thịt nướng này nữa. À, bây giờ thì chuẩn bị. Đây cả nhà. Chú chà. Anh em mình làm hết này thì khỏi nói luôn. Ăn hết phần này thôi là ngập mồm. Đây là bộ lông nữa. Cái này là bộ tim gan này mọi người. Thịt, bộ lông, tim gan. Đủ luôn nha mọi người. Canh chua. Cái này thì luộc xong này, làm hai lần thì chắc chắn là mọi người cứ làm thử đi mọi người, ăn rất là ngon luôn. Mọi người cứ thử như mình làm, cực kỳ là mình đã thử rồi và đã thưởng thức rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức lại cho mọi người. Bây giờ thì nước mắm đã làm xong rồi cả nhà. Sẽ thử bộ lòng trước mọi người nha, tại vì chảy nước miếng rồi. Má té tắt nè, quay tắt nè. Má, đấy, sang đây cho mày bắt xem gần này. Bây giờ thì
không chờ được nha cả nhà, không chờ được, bây giờ sẽ mời cả nhà. Dài lắm nha. Mời cả nhà nha. Cực kỳ giòn và béo. Cảm giác rực 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 luôn cả nhà. Đây. Đủ. Tiếp nha cả nhà. Mời mọi người nha. Cái này đùa chứ mọi người. Mỡ nè. Mời cả nhà. Cái này là gan à. Thưởng thức mỗi thứ một ít mọi người. Quay luôn. Cái này là tim, cái này là gan. Mời mọi người nha. Tạo được không? Thịt mưa. Bạn. Mời mọi người nha. Bằng. Phần nào mình sẽ ăn còn tiếp. Phần này mọi người. Quá ok. Ai không ăn được ớt thì làm mắm vừa thôi nha. Mời các bác nha, mời mọi người nha, mời tất cả anh em.
không bảo không? Nhai tan trong miệng mọi người. Tại vì vừa luộc vừa nướng. Không vào đi. Ta là bộ lòng. Mời cả nhà nhá. Ăn lúc nóng rất là ngon cả nhà nhá. Cái này là cái gì ta, quên rồi. Dạ tường. Dạ tường của nó mọi người. Rồi ra mình sẽ chiến một mình luôn, nhưng mà đi hai anh em. Cái này mình sẽ cắt đôi cho cả nhà. Phần này là phần ngon nhất này, nhưng mà mình sẽ cắt đôi. Đấy, anh em mỗi người một cái, một bên đây. Phần này thì thôi khỏi nói cả nhà nhá. Mời mọi người nhá. Còn thích không? Đỏ chót luôn cả nhà. Mời mọi người nhá. Đủ được thế thì còn gì bằng. Bây giờ thì anh em mình cũng sẽ ăn cơm nha mọi người nhá. Bây giờ thì chào tất cả mọi người và hẹn tất cả mọi người video tiếp theo nhá.